Mẫu bàn tay của chị cũng đi lên từ hai bàn tay trắng đấy, chả có gì đâu. Nói chung là tương đối vất vả nhưng mà có thành quả rõ rệt. Bàn tay rất nhiều những đường chỉ hướng lên, mang lại cái sự may mắn về tài lộc kinh tế. Năm nay đang tính mua đất à? Dạ em đang tính mua đất. Thích cái miếng đất ấy lắm mà mấy nay trả giá chưa được. Đây này, trả cao cao hơn đi, không người ta bán cho người khác đấy. À có cao hơn tí à? Ồ. Miếng đất gì mà vừa cuối năm á là họ tính bán cái giá đó, nhưng mà họ bán toàn thửa. Mình thì lại không có tiền để mua toàn thửa, mình muốn chỉ xin 5 mét thôi. Mà họ không, mà họ làm biếng tách ra nên họ không chịu. Với giá đó mà giá tách thì họ không chịu. Bây giờ miếng đất đó là trông rất đẹp rồi, vuông vức rồi. Dạ. Nói chung là cái đường xá nó cũng thuận lợi, giao thông cũng tốt. Dạ. Vì thế là nên mua, mắc hơn một tí vẫn mua. Bởi vì trong thời điểm này là thời điểm thích hợp nhất. Cao hơn một tí cũng mua, bởi vì sau này một vài năm nữa đất nó lại sốt lại, sợ không mua được. À vậy hả? Thực chất bây giờ gia đình tại họ em không đủ tiền ấy, em phải đi vay mà em thời điểm này em ngán vay quá nên em muốn bớt bớt của bên chủ một tí cho mình đỡ phải đi vay á. Không nên, không nên. Chị chỉ cần tách được thửa, mua được miếng đất đó sẽ có lời ngay lập tức. À đúng rồi, đúng rồi. Thì đúng rồi, em biết. Em biết nên là nhưng mà vì lý do thiếu tiền nên cứ chần chừ như vậy đó. Nhiều khi mình chỉ tiếc một vài trăm triệu, mình vì cái lợi nhỏ mà bỏ qua cái lợi lớn. Quyết tâm mua, mua bằng được, giá cao hơn tí cũng phải mua, trả thêm họ. Mua xong ra sổ riêng, chắc chắn là sẽ có lời ngay tức khắc luôn. Đi vay mượn thêm, ráng ráng thêm tí. Sợ năm nay kinh tế khó khăn rồi mình làm không kịp để trả nợ. Không sao, không sao. Cố gắng mua đi, quyết tâm mua, đến ký với người ta. Đấy, chắc chắn sẽ có lời. Bây giờ chị không mua, sau này không mua được đâu. Tranh. Mà thời điểm này không mua được thì mai này không mua được. Tại vì em làm trong nghề em biết là miếng đất đó là đang còn rẻ. Nhưng mà vì đầu cuối năm ngoái là em bán cho khách kia, mà khách kia cuối năm rồi kẹt tiền quá không lấy được, em phải bỏ cọc. Em biết cái giá đó là giá rẻ, mà mua hết thì em không có khả năng. Chỉ dám mua một nửa thôi, mà cũng muốn là mong muốn là được cái giá giống như cái người kia mua toàn thửa mà cắt 5 mét. Nên là cứ chần chừ như vậy đó. Quyết tâm đi, múc luôn, đi vay mượn thêm tí cũng được. Nói chung là chị có cửa vay mà, đâu phải không có cửa vay đâu. Đúng rồi, có cửa để vay nhưng mà sợ làm không được tiền ấy. Tại công việc của vợ chồng thì không có ổn định. Mình làm môi giới mà thời điểm này thì đang còn rất khó khăn. Sợ không bán được tiền. Sau này ấy, để 1-2 năm nữa khi chị đủ tiền đấy, chị năn nỉ họ bán, họ không thèm bán. Lúc đó họ không cần tiền nữa rồi. Bởi vì nhà này không chỉ có thửa đất đó, họ còn rất nhiều thửa đất khác. Đúng đúng, nhà này thì quá giàu. Nhưng mà trong cái lúc này, người giàu cũng như người nghèo đang rất cần tiền mặt để lo công việc. Bởi vì tranh thủ đi, đây sẽ là cơ hội cuối cùng cho chị mua được một miếng đất tốt. Thiên thời địa lợi nhân hòa, cố gắng đi vay mượn thêm. Đảm bảo với chị cần mua miếng đó, ra sổ, chị bán cũng lời vài trăm triệu. Đừng có nên vì một cái lợi nhỏ mà để mất đi cái lợi lớn cho mình. Cái lợi lớn là như thế nào? Ví dụ mình thiếu tiền thì mình bán sang tay cho ai đó cũng được lời vài trăm triệu, là cái điều chắc chắn. Chị làm môi giới chị biết. Bởi vì cái đất đó nó quá đẹp rồi. Đấy, đường xá nó cũng thuận lợi nữa, vuông vức nữa. Đấy, cái giá nó cũng tương đối ổn. Và nó sẽ phục vụ cho chị trong công việc sau này. Miếng đất đó làm gì cũng được, buôn bán cũng thuận lợi nữa, đúng không? Dạ đúng rồi, đường nó lớn. Thấy chưa, em đâu cần đến miếng đất đâu, nó hiện trong lá bài, nó hiện rõ ra. Tranh thủ đi, nhanh nhanh lên. Nhà họ thế rất... Là công việc của chồng có được không? Cảm thấy nếu mà giờ em đi vay thì công việc của em với công việc của chồng có trả được nợ không? Chắc chắn sẽ trả được. Vậy hả? Em chỉ sợ là nợ lâu quá, nhức đầu á. Chắc chắn sẽ trả được, quyết tâm đi.